Hello, đây đây, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Đây là video tiếp theo trong series cấu trúc dữ liệu thuật toán. Và trong phần này mình sẽ tiếp tục nói về cái open and pressing. Và trong phần này mình sẽ nói về cái quadratic propping. Nếu như các bạn chưa biết bất kỳ thứ gì về cái open and pressing hoặc là propping function thì các bạn nên xem thử cái video này ở đây. Mình sẽ giới thiệu về open and pressing là cái thứ gì, propping là cái thứ gì. Thì trong phần này chúng ta sẽ đến với lại cái thằng quadratic propping, có nghĩa là quadratic có nghĩa là bình phương. Thì cái cơ chế hoạt động của cái thằng quadratic propping và cái thằng linear propping các bạn nhất là nó như nhau, thì nó chỉ thay đổi một mình cái chỗ cái function pkx này thôi. Cái pkx của cái thằng linear propping á, đó chính là ax cộng b. Px của chúng ta bây giờ á là nó thành ax bình cộng bx cộng c, trong đó a phẩy b phẩy c là constant, a là phải khác không, đúng không? Thì nếu như a bằng không á là nó thành linear. Mình nghĩ mấy cái này là mọi người a khác không thì tất nhiên là mọi người học từ hồi nhỏ rồi, khi mà mọi người học toán đúng không, phương trình bậc hai mà, phương trình bậc hai thì a phải khác không chứ nó không thì nó thành phương trình bậc một rồi. Vì cái phần linear propping có phải là ax cộng b đúng không, và cái n đó chính là cái size. Ở phần trước chúng ta đã nói là nếu như cái trường hợp a với n mà nó có cái ước chung lớn nhất mà nó khác một thì nó sẽ tạo ra cái vòng lặp vĩnh cửu. Mà cái vòng lặp vĩnh cửu có nghĩa là ví dụ như cái array của bạn có 9 element thì thực ra nó chỉ đi tới đi lui ba cái element thôi, và nó cứ đi tới đi lui như vậy và nó tạo ra cái vòng lặp vĩnh cửu như vậy ha. Ở trong cái thằng ax bình cộng bx cộng c này thì cái thằng c này chúng ta không cần quan tâm, tại vì nó chỉ dịch tất cả những cái nốt của chúng ta lên một vài nấc thôi, có nghĩa là lên một cái constant nấc thôi. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới thằng a và thằng b, có nghĩa là chúng ta quan tâm tới khúc này là nó là cái thứ gì thì nó sẽ không bị cycle. Thì ở trong cái thằng quadratic propping này chúng ta sẽ có ba loại function chính mà nó sẽ không gây ra cái sự lặp vĩnh cửu của chúng ta, còn nó có rất là nhiều cách để mà nó có thể gây ra cái việc lặp vĩnh cửu. Trong cái quadratic thì mỗi cái cách mà chúng ta chống cái việc lặp vĩnh cửu thì nó sẽ có nhiều cái điều kiện khác nhau gộp lại để mà chúng ta tạo ra được một cách đó. Thì đầu tiên đó chính là cái px bằng x bình, tiếp theo đó chính là cái size của cái array của chúng ta nó phải là một cái số nguyên tố lớn hơn 3, có nghĩa là n phải là số nguyên tố lớn hơn 3. Số nguyên tố bên tiếng Anh gọi là prime number. Số nguyên tố lớn 3 nghĩa như thế nào? Có nghĩa là một cái số mà nó chỉ chia hết cho một và chính nó. Cái điều kiện tiếp theo đó chính là alpha là nó bé hơn hoặc bằng 1/2 là 0.5. Alpha là log factor. N sai, alpha là log factor. Log factor có nghĩa là cái array của chúng ta ví dụ như nó có 10 element và cái alpha ví dụ như là nó là 0.5 thì chúng ta chỉ lưu vào cái array đấy 5 element thôi. Khi mà nó add cái element thứ 6 vào, chúng ta sẽ tạo ra một cái array mới và chúng ta đẩy toàn bộ mọi thứ qua cái array mới. Thì đây là ba cái điều kiện của cái cách đầu tiên. Thứ nhất đó chính là px là bằng x bình. Thứ hai, cái size của chúng ta phải là một cái số nguyên tố lớn hơn 3. Thứ ba đó chính là cái log factor của chúng ta nó phải bé hoặc bằng 1/2. Cái cách thứ hai đó chính là px là bằng x bình cộng x chia 2. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai đó chính là n phải là bằng 2 mũ. Có nghĩa là n ở đây nó bao nhiêu cũng được cả, nhưng nó phải là từ 2 mũ lên. Có nghĩa là nó có thể là 16, 32, 256, 1024 này nọ này kia, nhưng mà nó phải từ 2 mũ lên thì nó ra là cái n. Điều đó nó mới đúng ha. Thì đó chính là điều kiện của cái cách thứ hai. Cái cách thứ ba, điều kiện đầu tiên đó chính là px là bằng trừ 1 mũ x nhân với lại x bình. Cái trừ 1 mũ x nhân với x bình này nó là như thế nào? Trừ 1 mũ 0 là nó sẽ ra 0. Trừ 1 mũ 1 lãng ra trừ 1. Trừ 1 mũ 2 lãng ra 1. Trừ 1 mũ 3 lãng ra trừ 1. Có nghĩa là nó cứ âm dương liên tục. Nó nhân thêm cái bình phương lên thì có nghĩa là cái parabol của các bạn đúng không, bình thường nó sẽ như này. Nhưng mà bây giờ á, nó không có vẽ theo cái đường parabol được như này, mà nó sẽ là từ 0 đây, cái xong cái nó lên đây, cái xong qua đây, nó lên đây, qua đây, nó lên đây, qua đây. Hiểu ý mình không? Nghĩa là cứ chạy dí dắt như thế này. Đó, thì đó là cái công thức của cái mà trừ 1 mũ x nhân với lại 2 bình. Và cái điều kiện thứ hai của cái cách thứ ba này đó chính là
N nó phải là một số nguyên tố, và N mod 4 là phải bằng 3. À, để coi số nào mod 4 bằng 3 thôi. Số 7 là mod 4 bằng 3 nè. 11 mod 4 cũng bằng 3. Thì đó chính là cái điều kiện của chúng ta. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho mọi người, đó là cái PX bằng X bên này cộng với lại cái điều kiện, và xem thử là nó có bị cái vòng lặp vĩnh cửu không. X là bằng X bình, xong rồi là số nguyên tố lớn hơn 3. Thì một số nguyên tố mà lớn hơn 3, để lựa thử, lựa xem thử là cái số nào cho nó hợp lý. Lấy số 7 đi. Alpha là bé hơn bằng 1/2, thì mình cứ cho alpha là bằng 0.5. K là ví dụ như bằng 2 đi. Vô đây, K2 chỗ này K1 à, HK2 cũng bằng 2. Thì vô đây là nó bị trùng rồi đúng không? Thì phải cộng với lại thằng PX, mà PX ở đây là X bằng 1. Một bình lấy cái phần 1 không, lấy ra 3. Cứ cho là K3 bằng 2 tiếp. Lại trùng qua 1 này, cũng trùng. Thì ở đây có phải là lấy bằng 2, 2 bình lấy bằng 4 đúng không? Ở đây là mod 7 này chứ. Vô đây bằng 6. Vô đây K4 là bằng 2 luôn. Ở đây có phải là cộng với lại 3 mũ 2 là 9 đúng không? Là suy ra mod 7 là ở đây có phải là 2 cộng 9 là 11. 11 mod với 7 là có phải là ra bằng 4 không? Bằng 4, vô đây. Tiếp theo đó chính là 4 là 16, 16 cộng 2 18, 18 mod 7 là bằng 3. Vô đây chưa? Có thêm thằng nữa. 5 25. 25 với 2 mod 7 là bằng 6. Thì mọi người thấy á, nó sẽ lên đây. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra vòng lặp. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta có một cái, đó là alpha bằng 0.5. Cái size này nó chỉ cần đạt tới 4 element là chúng ta sẽ phải upgrade cái size lên. Chúng ta phải tăng cái size lên. Và ở đây á, khi mà nó đạt tới cái thằng, cái này là K1 này, K2 này, K3 này, K4 này. Có nghĩa là khi mà nó đạt tới cái thằng số 4 đầu tiên, có nghĩa là khi mà chúng ta gắn được cái thằng này vào, thì khi đó nó đã vượt qua cái 0.5 của lock factor rồi. Thì khi đó chúng ta phải cầm nguyên cái cục này, chúng ta đẩy qua cái array mới. Mọi người sẽ kêu là ủa, nó tới ra là nó vẫn tạo ra cái vòng là vĩnh cửu à? Ừ đúng. Nhưng bởi vậy nó mới tạo ra một cái, đó là một cái quy luật, đó chính là alpha bằng 0.5. Và tất cả những cái thứ còn lại này, N bằng 7, N bằng một số nguyên tố lớn hơn 3, và cái này là X bình, thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm một điều, đó là chúng ta sống sót được trước khi mà chúng ta đạt được alpha bằng 0.5. Nếu như mà chúng ta không có hai cái điều kiện hơn trước này, khi mà chúng ta sử dụng cái probing này thì có thể là nó chưa đạt được tới 0.5 alpha thì nó đã bị rồi. Nên thành ra là hai cái điều kiện trước này nó là quan trọng để mà chúng ta có thể sống sót được trước khi mà chúng ta tới được cái lock factor của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái array mới, nhưng mà cái size sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta vẫn phải tiếp tục tuân thủ theo cái luật, đó là N là một số nguyên tố lớn hơn 3. Bây giờ cái size của nó đã bằng 7 thì bình thường chúng ta sẽ nhân đôi lên đúng không? Thì là 14. Nhưng mà 14 đâu phải số nguyên tố đó. Thôi chúng ta lấy 13 ha, là bằng 13. Thì chúng ta vẽ cũng y chang như cái cũ thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ K1 H. K1 là bằng 2, là 2 mod cho 13 là bằng 2. Như đây K1. Tiếp theo đó là K2 H. K2 là đây là 2 cộng với 1 là mod 13 là bằng 3. Thì K2 sẽ vô đây. Tiếp theo đó chính là K4 H. K4 cũng bằng 2 luôn. Thì 2 cộng với 4 mod 13 là bằng 6, đúng không? Là thành K4 đây. Tiếp theo đó chính là H. K3 là bằng 2 cộng với 9 mod 13 là bằng 11, đúng chưa? Mod 13 là bằng 11. Thì cái thằng K3 là sẽ nằm đây. Tiếp theo chúng ta có một element nữa, ví dụ như là nó add thêm một cái nữa là K5 đi. Thì là 2 cộng với 16 mod 13. Thì cái này là 18, mod 13 có phải là bằng 5 không? Bằng 5 thì nó sẽ là vô đây K5. Ở đây là cái lock factor của nó là bằng 0.5. Nên thành ra là cái để mà chúng ta
bắt đầu chúng ta nhân đầu sai lên tiếp á, thì nó phải có cỡ tầm 7 element, là nó có của phải 7 element, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu bị lặp vĩnh cửu. Thì mình sẽ giả sử, thì ví dụ như là bây giờ mình lên tới 7 element xem như nào. Thì đây là 25, 2 cộng 25 là 27, 27 mod 13 có phải là bằng 1 không? 1 vô đây. Xong rồi 2 cộng 36 là 38, 38 mod 13 là bằng 12 đúng không? Là bây giờ chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 element rồi này. Bây giờ mà cái element tiếp theo chắc chắn nó sẽ trùng. Ví dụ 2 cộng 4 9 là bằng 51. 51 mod cho 13 là bằng mấy? Là bằng 12 tiếp. Thì 12 là nó trùng đây rồi này. Và nếu như mà các bạn thêm một bước nữa thì nó sẽ trùng lên cái thằng 1 này. Có nghĩa là cái sự trùng của nó, ví dụ ở đây là chúng ta có 2 3 6 11 5 1 12. 2 3 6 11 5 1 12 chẳng hạn. Cái chiều nó đi như thế này. Thì nếu như chúng ta càng tăng lên á thì cái thằng tiếp theo á nó sẽ là 12. Xong rồi nó qua 1, nó qua 5, nó qua 11, nó qua 6, nó qua 2, nó qua 3 chứ. Xong rồi nó qua 2. Sau đó tiếp tục nó sẽ là 2 3. Nếu như các bạn cứ mũ lên như vậy thì cái quy trình hoạt động nó sẽ chạy như thế này. Nên thành ra cái lock factor bé hơn 1/2 này, đó chính là cái cách để mà chúng ta ngăn chặn cái việc chúng ta bị lặp vĩnh cửu như thế này. Thì nếu như mà chúng ta tuân thủ thêm một cái công thức, đó là exponent, xong rồi n là số nguyên tố lớn hơn 3, sau đó là alpha là bé hơn 1/2, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ bị lặp vĩnh cửu cả. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta sử dụng cái quadratic probing. Video này đến đây thôi. Phần tiếp theo của cái series này chúng ta sẽ nói về cái double hashing của hash table ha. Thì cũng là một dạng của probing như thế này, nhưng mà nó là double hashing. Sau khi mà mình nói về cái double hashing thì mình sẽ nói về cái việc mà các bạn xóa một cái element ở trong cái hash table mà sử dụng open unrushing ha. Nếu mọi người thấy video này thì bấm like và sao giùm đáp nhé. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với channel của mình thì hãy bấm nút subscribe và bấm cái chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment phía bên dưới hoặc nhắn tin qua fanpage update vô tính để mình trả lời mọi người một cách nhanh nhất nhé. Ok, see you, bye bye.